thùng nhiêu chú? 120 lần hả? Đạn phòng cũ mà 120 vậy. Dưới anh ơi. Ờ à, dưới đi. Thì theo dây anh, có dây 30, có dây 20, có dây 40, dây cũ 20, cái dây mới hay dây cũ. Mình mua cái này mọi người nha, một xì Mobita một xì nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với kênh Thịt Anh TV của mình. Thì hôm nay mọi người cũng có thêm là mình đã mua cái điện thoại này ở ngoài chợ ve chai trên đường Lê Đại Hành nha. Đó, chợ ve chai đường Lê Đại Hành. Thì nhắc lại nữa thì cái chợ ve chai này nó nằm trên đường Lê Đại Hành ở đối diện ở trước cái cổng trường đua Phú Thọ nha. Đó, mọi người search Google hoặc là gì đó trên mạng search Google trường đua Phú Thọ rồi cứ đi đến đó nha. Chúng ta đi trên đường 3 tháng 2 rồi quẹo tay phải vào trong Lê Đại Hành. Đi qua cái lốt Temat một xíu thì sẽ thấy cái chỗ người ta bán ve chai ở lề đường thôi. Đó. Mình thấy trên đường Lê Đại Hành đó thì cái giá cả người ta bán nó cũng mềm đó. Giá cả cũng rất là được và đặc biệt là điện thoại thì nó không có hư nhiều, đa số là điện thoại vẫn còn xài được. Thì đây là cái WeSmart mình mua với giá 100k nha. Ban đầu thì ổng đòi giá 250 nhưng mà mình trả giá xuống 100.000 thì ổng đòi đòi 130 không được ổng lại đòi 120. Xong rồi mình giả vờ bỏ đi. Mình giả vờ bỏ đi xong rồi ổng kêu mà lại bán luôn 100.000 mọi người nha, rất là ngon đó. WeSmart. Cái máy còn rất là đẹp luôn. Ở đây mình không có sim lớn nên để cái sim nhỏ vô không biết nó có vừa không đây nè. Nó đã vô sóng rồi mọi người nha, đây nè. Đó. Mobifone 3G sóng đầy luôn nè. Này, Wi-Fi nó cũng đã vô sẵn rồi nè. Đó. Wi-Fi. Đăng nhập vào Wi-Fi. Tại Wi-Fi ở nhà mình là Wi-Fi free á, cho nên mỗi lần chúng ta đã sử dụng thì chúng ta phải đăng nhập vào. Nó chậm. Trình duyệt chưa? Đó. Mỗi lần chúng ta muốn vào Wi-Fi thì phải đăng nhập một cái trang của nó, giống như là một cái trang quảng cáo vậy mọi người. Chúng sau khi đăng nhập xong chúng ta có thể chạy vô ứng dụng nào cũng được hết đó. Rồi, vậy là nó đăng nhập đó mọi người, vậy là nó đã đăng nhập rồi nha. Đó, giờ chúng ta thoát rồi. Nè, à quên nữa, bấm chữ kết nối mới được. Chúng ta phải nắm chữ kết nối. Click để tham gia. Đó, là kết nối rồi đó. Này, mọi người thấy nó đang chạy cái dòng ngang nè. Cái máy này thì chúng ta chưa có thể nhớ nên mình thấy nó chạy hơi chậm mà. Đó, chạy hơi chậm. Rồi, sau khi nó kết nối xong rồi chúng ta thoát ngoài thôi. Đó. Đây thì mình sẽ thử vào trong cái camera nha mọi người, mình sẽ thử vào trong cái camera. Chưa có thể nhớ nè, nên nó rất là chậm luôn mọi người thấy không? Do mình tải một số ứng dụng về rồi nó chậm, còn lúc mà mình mới mua về, mình mới reset lại đầu thì nó rất là nhanh luôn. Mà do mới tải mấy ứng dụng này nọ về nó đầy bộ nhớ. Camera sau. Camera trước ở đâu đây? Camera trước nè. Nó hơi chậm do chúng ta cài nhiều quá, nó hết ứng dụng, hết bộ nhớ rồi. Camera sau nè. Camera trước chứ không. Đó.
Anh nghĩ là do mình sử dụng nhiều ứng dụng quá, mình chưa xóa hay sao nè. Tiện ích hình nền, bấm nút nào để chúng ta xóa bớt cái ứng dụng, xóa bớt cái lịch sử này, mình quên mất tiêu rồi. Bấm giữ luôn thì nó ra cái gì nè, đợi xíu nha. À đây nè, đây lịch sử nè, chúng ta vuốt qua. Đó. Giờ thì mình sẽ vào trong cài đặt mình coi cái máy ha. Nó có rất là nhiều ứng dụng, như có cái đèn pin trong đây nữa nè. Đèn pin, thử đèn pin coi còn ok không nha. Còn ok, đèn flash còn ok. Ứng dụng này nó có sẵn trong máy rồi, cho nên nó làm cho máy rất là hao bộ nhớ. Trong cái máy rất là nhiều thứ, mỗi lần khởi động lên nó cập nhật tùm lum ứng dụng hết. Dung lượng này, dung lượng của máy là 1,27 GB, nhưng mà hiện tại chỉ còn 97 MB là trống thôi, cho nên máy nó rất là yếu. Chúng ta muốn sử dụng cái máy này ngon lành, chúng ta cần phải mua cái thẻ nhớ gắn vô mọi người. Mình phải mua thẻ nhớ để gắn vô. Giờ trong giới thiệu mới ra. Ở đây là phiên bản Android 4.4 nè. Còn cái đời máy là WS16, WeSmart WS16. Đây, thử vào Google mình gõ cái gì đó để mình tìm kiếm nha. Mình biết gõ mình sẽ nói luôn. YouTube. Rồi, mình nói YouTube nó cũng nghe, nó cũng hiểu luôn. Bình thường là nói YouTube nó mới hiểu, còn nói YouTube nó không hiểu đâu. Nhưng đây nói YouTube nó hiểu luôn, hay lắm. Mở vô trình duyệt YouTube luôn đi. 100k mọi người nha, rất là ngon luôn. Đó. Cái này mình mua về chủ yếu để mình chạy Grab nè. Ngày mai mình sẽ mang nó mình ra mình chạy Grab cho nó đỡ phải hư máy. Mấy hôm nay trời mưa chị bảo đem cái máy kia ra xài sử dụng nó cứ ướt mưa hoài, mình sợ hư lắm. Cái máy kia chủ yếu để dành mình quay video, video cho mọi người xem đó. Nó hơi chậm mọi người ha, nó hơi chậm, cấu hình thấp. Thứ nhất là cấu hình thấp, thứ hai là thẻ nhớ nó không đủ, dung lượng quá kém. Này, video của mình mới quay hồi sáng nè, nó chỉ coi được độ phân giải là 480 thôi nha mọi người. Cái video này của mình là 1080 mà cái máy này chỉ hỗ trợ 480 thôi. Nó đang load lại đó, nó load lại ở chế độ 480. Cái máy này nó không hỗ trợ là Full HD, không hỗ trợ 1080. Xài rất là ok, 100.000 thôi đó. Chợ ve chai Lê Đại Hành, trước cổng trường Đua Phú Thọ đó. Mọi người đi mua ve chai thì nhớ lựa những cái máy nào mà còn lên vậy nha, lựa những cái máy nào mà còn lên mà chúng ta test tại chỗ, lựa những máy nào còn lên test tại chỗ thấy ok thì mình mua. Và nhớ là trả giá nha, cái này 250 mình trả giá còn 100.000 không bán luôn nữa, mọi người nhớ trả giá nha. Trả 100.000 nếu không, nếu mà chúng ta quay đi, chúng ta quay đi mà nó không có kêu lại thì chúng ta quay lại lên, chúng ta quay lại chúng ta lên giá lại đó. Chúng ta phải mặc cả, tại vì bán ve chai mà người ta mua người ta vẫn có lời, nó bán mình vậy nó vẫn có lời. Ở đây mình có tải ứng dụng Drive về nữa nè, nè đây, ứng dụng Drive này, mà Drive Grab, Drive nè, ngày mai sẽ sử dụng cái máy này để chạy Grab nha. Đó, rất là ngon lành, nhìn thiết kế cũng rất là đẹp mọi người nha. Đó, vừa túi tiền cho các bạn học sinh hoặc là sinh viên chưa có điều kiện đó thì chúng ta có thể mua cái này về. Nặng quá văng luôn rồi mọi người. Nặng quá sao nó văng cái ứng dụng ra luôn rồi. Miếng nó chạy nổi hay không, nó khởi động lại nè,
Hồi nãy là vừa vô đang vô ứng dụng mà vừa có tin nhắn gì đó mình không biết nữa. Nó cho nên nó làm cho cái máy nó bị nặng quá nó tắt luôn. Nhớ bộ nhớ nó không đủ. Nhưng mà muốn chạy cho nó ngon lành thì mình nghĩ là phải mua thẻ nhớ rồi. Phải mua thẻ nhớ bỏ vô. Những cái dòng máy này bắt buộc phải xài thẻ nhớ hết. Mình cũng sẵn đây mình cũng nói luôn là mình không có nhận mua điện thoại giùm nha mọi người. Tại thời gian ở đây có rất là nhiều bạn gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin comment cho mình là nhờ mua điện thoại đó. Nhưng mà thật sự mọi người nên thông cảm với mình là mình không có nhận mua được. Thứ nhất là mình đi làm mình mất không có thời gian để mình đi tìm điện thoại cho các bạn. Mà mình đâu phải mình nhận cho một hai bạn đâu. Nếu như mua được cho bạn này thì bạn kia cũng muốn mua. Mà trên YouTube này có hàng trăm người, hàng ngàn người muốn mua thì giờ sao mà đáp ứng nổi. Đâu có thể nào mua giùm cho các bạn hết được. Chắc buộc là mình không có nhận mua được. Thứ hai nữa là mình không có đủ kinh phí để mình mua giùm tất cả các bạn luôn. Rồi thứ ba nữa, đa số những cái bạn mà muốn mua giùm là các bạn ở dưới tỉnh không à. Làm sao mà mình mua mình ship về cho các bạn mất thời gian. Vừa mất thời gian mà vừa tốn tiền ship nữa. Rồi chưa chắc là mua về mà cái máy đó còn xài được. Lỡ như mình mua ở tại chỗ mình ship, mình test xong xuôi rất là ngon lành, nhưng mà về nhà đổ bệnh ra thì ai là người hưởng? Mình là người hưởng, mình là người tự xử hết luôn. Đó. Hoặc là mình mua mình bán cho các bạn, mình gửi về cho các bạn xong các bạn xài các bạn bị lỗi thì ai là người chịu tội? Mình là người chịu tội nè. Đó. Mình là người mà chịu mọi thứ luôn. Đó. Cho nên mình không có nhận mua cho các bạn là vì lý do đó. Các bạn thông cảm giùm cho mình nha. Thì hôm nay mình làm video đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Và mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đó, bye bye mọi người.